Đại Võ xin chào cả nhà thân yêu. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, cũng sắp ngày cuối tuần rồi. Thì Đại Võ cũng xin gửi đến quý khán giả hoạt động của phòng khám tâm y bệnh viện ngày thứ sáu. Lúc bây giờ là lúc khoảng 10 giờ, 10 giờ của ngày thứ sáu. Thì bệnh nhân cũng đã về bớt rồi. Thì Đại Võ cũng có thời gian lên live quay clip để mà gửi ra đến quý khán giả về sự điều trị của phòng khám tâm y bệnh viện Phạm Văn Đường. Cứ ngày nào cũng vậy, sáng từ 7 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi, chiều từ 2 giờ rưỡi tới 6 giờ chiều, thì phòng khám tâm y bệnh viện Phạm Văn Đường cứ hoạt động như vậy. Thì mỗi ngày thì bệnh nhân lượng bệnh nhân ngày càng tăng lên rất là nhiều. Đó. Thì nhưng mà nhân lực thì chỉ có hai vợ chồng thôi. Tôi kêu gọi rất là nhiều quý khán giả hoặc là đồng nghiệp, nhưng mà hình như là các bạn cũng có người thì ở xa quá, còn có các anh chị thì đang lên làm việc, cái thời gian không có để chưa có giúp đỡ được cái phòng khám tâm y từ thiện. Hiện giờ chỉ có hai vợ chồng Đại Võ là hoặc là phục vụ phòng khám từ thiện ở đây thôi. Thì sau đây Đại Võ sẽ chia sẻ đến quý khán giả những cái bệnh nhân mà điều trị đến 10 ngày rồi, và một bệnh nhân mới đến để điều trị. Thì sau 10 ngày đó thì bệnh nhân điều trị có giảm hay không, thì Đại Võ sẽ gửi đến thì chia sẻ của một số bệnh nhân đã điều trị đúng liệu trình 10 ngày, thì họ sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái kết quả điều trị của phòng khám tâm y từ thiện và Hơn Đường như thế nào. Thì sau đây Đại Võ xin kính mời quý khán giả cùng tất cả các anh chị em khoa điều thương hãy cùng Đại Võ đến nghe sự chia sẻ của những bệnh nhân đã điều trị ở đây trong thời gian đúng liệu trình của phòng khám đưa ra phòng khám quy định. Thì các bà con ở đây điều trị như thế nào, thì xin mời cả nhà chúng ta cùng Đại Võ để nghe lời chia sẻ của các cô chú và anh chị bệnh nhân đã điều chia sẻ chúng ta được sự kết quả là cái điều trị ở phòng khám đưa ra như thế nào trước khi chúng ta đến để nghe những các cô chú anh chị bệnh nhân chia sẻ về cái kết quả điều trị như thế nào. Thì Đại Võ xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn khoa điều thương một lời chúc sức khỏe bình an và hạnh phúc ạ. Xin kính mời ạ. Lấy ghế qua, lấy ghế ra cô lấy ghế qua ngồi đó. Cái ghế đó. Ghế này rồi. Rồi ngồi đó đi. Nhà gì ở đâu gì? Gần đây không? À dạ, em ruột phải không? Em ruột hả? Dạ. Còn mình kêu bán gì ta? Mình chị phải không? Mình chị. Chị đau cái gì à? Chị đau gì chị là đến đây? Có đi bác sĩ có nói chẩn đoán bị bệnh gì không? Gai cuộc sống hả chị? Rồi. Bữa nay lần đầu tiên chị ghé đây đúng không? Rồi chị ngồi sát vô quay mặt vô đây rồi bác sĩ sẽ khám bệnh cho chị nha. Hỏi đợi chút nha chị nha. Bữa nay chị thấy đỡ nhiều chưa? Mà chăm bữa nay nửa ngày, bữa nay chăm nửa ngày, ngày mai đỡ đủ 10 ngày đúng không? À, đây đỡ nhiều hả chị? Xe không có đường, cái
Hello cả nhà thân yêu, đại võ xin kính chào quý khán giả cùng tất cả các anh chị em yêu thương nha. Hôm nay phòng khám đầu tiên, bây giờ là gần 11, gần 10 giờ, bây giờ 10 giờ trưa thì bệnh nhân cũng giảm bớt rồi. Đại võ có thời gian để quay giới thiệu cả nhà về kết quả điều trị của những ngày tiếp theo. À, bà con điều trị ở đây có tốn tiền không? Dạ không. À, không có. Trước đây đi có điều trị ở chỗ khác không? Dạ không. Ông từ nào giờ mới lên thành phố đây lần đầu tiên? Thành phố lần đầu tiên không? Và bệnh nhân Nhung này điều trị bữa nay mới mấy ngày rồi, chắc cả tháng rồi đúng không? Tại tháng rồi. Tháng bị về bắt đẩy không còn không lấy đâu hết. Sáng cao chiều đẩy. Nhưng mà giờ thấy khỏe nhiều chưa? Khỏe, mai khỏe rồi. Bớt đau chứ. Em muốn làm nghỉ uống cho bà đó bà. Dạ. Chắc uống cho nó. Bà nay con lắm. Nay bà giá mà. Tiếng nghe trời. Tám tiếng nghe đến chợ không có tiếng đâu. Tám tiếng. Tôi nói còn xui nè, ông già còn có tiếng. Có tiếng ba tiếng. Ba tiếng, cứ ba tiếng. Nói nhạc rồi. Chứ ai xui ai liếc. Tám liếc.